Bài số 10 là bài kết nối doanh nghiệp. Thì cái mô hình này á, nó rất là tuyệt vời ở một cái chỗ là chúng ta đi tham gia hội chợ nhưng mà chúng ta lại không có có cái gian hàng, mà chúng ta chủ yếu là đi kết nối thôi. Các bạn là một người đi tham gia, một người chủ nghiệp, các bạn mang theo cả visit, mang theo rồi xua, và các bạn đi tìm những cái gian hàng trong hội chợ đó, gian hàng nào là thực sự họ là đối tác của mình, thì các bạn mới gặp trực tiếp và kết nối với họ. Cái đó là một cái cách thức. Cách thức thứ hai là khi mà tham gia xúc tiến thương mại thì nó liên tục có cái chương trình hội thảo về chuyên đề về nông nghiệp, chuyên đề về cây trồng, chuyên đề về heo giống, ví dụ vậy. Thì cái hội thảo mà nó phù hợp với lĩnh vực của các bạn thì các bạn đi tham gia trực tiếp vào những cái hội thảo đó, và các bạn kết nối với những cái đối tác của mình. Hoặc là hàng năm thì chúng ta hay có những cái hiệp hội doanh nghiệp, họ hay hợp với nhau, và nhân cái dịp đó các bạn biết là lĩnh vực này nó liên quan đến lĩnh vực các bạn, thì các bạn đi đến cái tham gia vào cái cuộc kết nối nó đó, thì các bạn cũng giúp cho chúng ta xúc tiến thương mại. Vừa rồi là mình giới thiệu với các bạn 10 hình thức xúc tiến thương mại, mà nếu hôm nay chúng ta không phân biệt ra thì phần lớn mọi người cứ tưởng rằng là chúng ta chỉ có một hai hình thức đó thôi. Thực sự là nó có 10 hình thức xúc tiến thương mại. Cảm ơn các bạn rất nhiều.